tuyển Việt Nam đảo lộn toan tính trước trận gặp Campuchia. Huấn luyện viên Park Hang-seo không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là giành chiến thắng đẹp trước Indonesia, đồng thời chiếm suất vào bán kết AFF Cup 2020 trước một lượt đấu. Những phép tính của tuyển Việt Nam đều không đạt được sau trận hòa 0-0 trước Indonesia tối ngày 15 tháng 12. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có thể tự trách mình. Thực tế là ông đã dành nhiều lời động viên cho học trò và rất kiệm lời bàn về chuyên môn sau trận đấu. Trước đó, ông Park đã đặt quyết tâm cao. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng đẹp trước Indonesia, huấn luyện viên Park nói sau chiến thắng dễ dàng 3-0 với Malaysia. Không chỉ là trận thắng, tuyển Việt Nam còn muốn thắng đẹp. Huấn luyện viên Shin Tae-yong xác định mục tiêu phải có một điểm. Ông bố trí hàng thủ 5 người và phòng ngự 2 lớp với 3 tiền vệ phòng ngự phía trên. Cầu thủ Indonesia tuân thủ chiến thuật một cách kỷ luật so với trận thua 0-4 hồi tháng 6 trên đất UAE. Lối chơi của các cầu thủ Indonesia vẫn cứng rắn. Đó là điều ông Shin không muốn thay đổi. Không ít lần va chạm, cầu thủ Việt Nam phải nằm sân. Một trong số đó, Công Phượng đã đổ gục vì đau đầu gối. Huấn luyện viên Park buộc lòng thay Tiến Linh vào đầu hiệp 2. Công Phượng được rút ra sớm hơn dự kiến. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh được dành sức cho trận gặp Campuchia. Phải vào sân ở phút 80 thay cho Nguyễn Thành Chung. Ban đầu, ông Park muốn thay Hồ Tấn Tài nhưng lại lôi số 13 trở vào, đổi cho Duy Mạnh. Toan tính của huấn luyện viên Park bị đảo lộn. Nhiều sự thay đổi được đưa ra liên tục trong hiệp 2. Tuyển Việt Nam bắt đầu chơi hai tiền đạo theo sơ đồ 3-5-2 với Tiến Linh và Đức Chinh từ phút 65. Phương án này bế tắc. Sau đó là quyết định thay Văn Toàn ở phút 88 như thường lệ không hiệu quả. Không thắng Indonesia đồng nghĩa tuyển Việt Nam chưa chắc xuất vào bán kết. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng không tự quyết vị trí của mình ở bảng B, họ không được thua Campuchia ở lượt cuối và chờ kết quả cặp đấu Indonesia với Malaysia. Hiện tại, tuyển Việt Nam xếp nhì bảng B, bằng điểm Indonesia nhưng kém một đơn vị hiệu số bàn thắng. Huấn luyện viên Park có lý để lạc quan sau trận hòa. Vì Indonesia và Malaysia sẽ quyết chiến cho suất bán kết còn lại nếu Việt Nam không thua Campuchia. Thế nhưng, ông Park sẽ không thể thoải mái tính toán nhân sự cho trận gặp Campuchia vào ngày 19 tháng 12. Nếu Việt Nam vào bán kết sớm, các cầu thủ ít được thi đấu và sau cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội ra sân. Ba trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Park luôn để 5 tuyển thủ U23 Việt Nam ngoài danh sách đăng ký 23 người. Chỉ có hậu vệ Lê Văn Xuân thường xuyên góp mặt. Nếu không phải là trận gặp Campuchia, khó còn cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân ở AFF Cup 2020. Điều quan trọng không kém là việc xoay tua đội hình. 3 trong 4 trung vệ của tuyển Việt Nam có nguy cơ bị treo giò. Nếu Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung hoặc Bùi Tiến Dũng nhận một thẻ vàng trong trận Campuchia, họ phải nghỉ trận bán kết một khi Việt Nam đi tiếp. Mục tiêu tuyển Việt Nam không để thua Campuchia là đơn giản. Nhưng việc của các huấn luyện viên là luôn phải tính xa hơn một trận đấu. Đặc biệt là trong giải đấu kéo dài liên tục như AFF Cup.